Những ngày cuối năm 2013, khu vực công viên Hòa Bình đường Phạm Văn Đồng đã từ lâu nổi tiếng bởi tệ nạn mại dâm đứng đường. Đây vốn là bãi đáp của những ả ca ve hết đát mưu sinh qua ngày. Chính vì thế mà nơi đây nhanh chóng trở thành thiên đường cho cánh xe ôm, thợ xây, lao động tự do ít tiền muốn đổi gió. Chỉ cần một manh chiếu hẹp là có thể vô tư hành xử giữa khách sạn ngàn sao với giá chỉ hơn 100.000 đồng. Rẻ, nhanh, tiện, nhưng họ không biết rằng có thể sập bẫy đám ma cô bất cứ lúc nào. Khi các con phố đã lên đèn, dòng người qua lại đã thưa thớt, cũng là lúc những bóng người lấm lép xuất hiện quanh những gốc xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng. Ẩn hiện sau mỗi gốc cây đã được phân định rõ ràng ranh giới địa bàn. Là những cô ca ve hết đát, quần áo nhầu nhĩ, phấn son loè loẹt. Mỗi khi có người đi chậm chậm chạy bên lề đường, như một hệ thống, qua gốc cây của ai, người ấy lên tiếng mời gọi. Trong vai một anh thanh niên có nhu cầu vui vẻ, tôi bắt đầu hành trình của mình. Bắt đầu từ cổng công viên Hòa Bình, nơi đây vốn sáng đèn cho tới nửa đêm. Các quán trà chanh, mía đá vỉa hè cũng là nơi các chị em nghỉ chân sau mỗi lần tiếp khách chuyện phiếm. Tôi cũng kéo ghế ngồi và gọi một cốc nước mía và cố tỏ vẻ như mình đang đợi khách hẹn. Cùng ngồi với tôi có mấy ả ca ve nhưng dường như họ chẳng buồn để ý đến việc tôi ngồi bên cạnh, miệng ngậm ống hút nước mía. Một chị ngoài 40 lên tiếng: "Bắt đầu lạnh rồi đấy, khách đòi vào nhà nghỉ, tiền phòng đã vài chục nghìn lại còn bị mặc cả, chẳng bỏ công cởi quần áo." Một chị khác vừa ngồi xuống ghế, gỡ bỏ chiếc khẩu trang trắng đã chuyển màu cháo lòng, chêm vào câu chuyện: "Bà có khách là còn may, ngày hôm nay mấy thằng khách mà chẳng thằng nào thèm dừng lại bắt nhời." Sau một hồi ngồi than vãn, đội con ca ve này cũng lũ lượt kéo nhau trở về những gốc cây quen thuộc của mình. Thấy tôi nhìn theo những bà cô ca ve quá tuổi này, anh bán nước mía vui chuyện: "Chồng chú em kính cận trí thức thế kia mà cũng đi tìm ca ve trải chiếu cơ à? Hay là hết tiền rồi mà người cứ nóng phừng phừng? Nếu chú em có nhu cầu thì bỏ ngay cái kính ra, cứ để xe đây, anh phải trông cho. Chứ không ấy, chẳng đứa nào nó ra vẫy đâu." Tôi ậm mờ trả lời anh bán nước rồi trả tiền dắt xe lượn vài vòng quanh đường Phạm Văn Đồng, đoạn đối diện công viên Hòa Bình. Từ đằng sau thấy một anh thanh niên trong bộ dạng giống công nhân đi ra từ lùm cây, vẻ mặt rất thoải mái, lững thững cuốc bộ về phía cổng công viên. Hóa ra anh này vừa hành sự ngay tại lùm cây. Lúc ấy tôi mới thật sự tin lời của anh chủ hàng nước. Quay lại quán nước mía, Toàn gửi xe để tiếp tục cuộc hành trình. Anh bán nước phẩy tay: "Anh nói chú không nghe, giờ thì vác cái thằng em về ngủ luôn đi. Chúng nó nhận mặt rồi, chẳng cơm cháo nước non gì nữa đâu. Ngày mai nghe lời anh, đi vòng từ khu ngoại giao ra quán của anh gửi xe, đi bộ ra đấy. Mà cất cái kính đi nhá, đeo kính thì cũng có làm chú mày tri thức lên được tí nào đâu. Đằng nào mà chẳng đi kiếm ca ve đứng đường." 8 giờ tối ngày hôm sau, trong bộ dạng mới, áo phông, quần bò rách sờn mất cả gấu quần, chân đi dép tông và nhất là bỏ chiếc kính cận ở nhà, tôi trở lại công viên Hòa Bình. Nhìn thấy tôi, anh nhận ra ngay, cười giả lả: "Được rồi đấy, nhưng mà đợi một chút, phố mới lên đèn, chúng nó chưa ra đâu. Tầm 9 giờ là đẹp, làm cốc nước mía coi như là tiền gửi xe cho anh luôn. Mặc dù là ca ve đứng đường là loại ca ve hạ giá, nhưng mà những ả ca ve ở đây cũng cẩn thận vì liên tục bị lực lượng chức năng hỏi đến. Tuần nào mà chẳng có vài cô làm liều bị công an tóm." Khách hàng của những ca ve này thường là những anh thợ xây, công nhân, nên chỉ cần nhìn bộ dạng khách hàng là các chị bắt sóng ngay. Nói một cách hài hước, ca ve quá đát cũng phải có form, có gu khách riêng, không đụng hàng. Ca ve ở đây thông thạo đường ngang lối tắt. Cứ nhắc thấy bóng dáng công an hay những người lệch pha lượn lờ là y như rằng các ả nháo nhào chạy ra phía sau lùm cây ẩn nấp. Người thì nằm im nín thở, người thì mướt mải mà chạy thẳng vào những ngõ nhỏ tối đen phía đằng sau. Tôi loẹt quẹt đôi tông gan gà mới mượn của anh thợ xây nhà ở đầu ngõ ra bãi đáp chợ người của các chị. Lập tức các ả ca ve ở các gốc cây túa ra nườm nượp chào mời. Tiếng cười khanh khách đến rợn người. Có những cô còn dè chừng vẫn núp trong bụi cỏ, cất tiếng gọi mời the thé. Gợm cứ như ma làm. Cảm giác ấy làm tôi rợn tóc gáy. Để đề phòng và giả làm người dân bình thường đi dạo công viên, cô nào cô đấy cũng kín bưng trong bộ quần áo chống nắng. Chỉ khi có khách mới ló mặt cởi cúc để lộ bộ quần áo hở hang đến nửa khuôn ngực. Dừng lại ở một bà chị trông chỉ ngoài 30, có lẽ cũng là trẻ nhất trong số những cô ca ve ở đây. Mùi son phấn rẻ tiền quện vào mồ hôi nhấp nhúa sộc lên khiến tôi khó chịu. Gương mặt chát đầy phấn mà tôi tưởng như mỗi lần chị gái nhếch mép chề môi ra là tảng phấn son kia rụng lả tả. Cuộc ngã giá chóng vóng bắt đầu. 150.000 một cuốc tàu nhanh, bao cao su đầy đủ, hành sự ngay tại công viên Ngàn Sao phía đằng sau. Nếu khách muốn vào nhà nghỉ thì tiền phòng tự trả. Tôi cũng trả giá cho đúng kiểu đám công nhân vẫn thường làm. 100.000 tàu nhanh, qua đêm 300.000 để anh rủ thêm anh bạn, nhà nghỉ bọn anh lo. Cô ca ve tỏ ra sành sỏi, sẵn sàng dẫn thêm một cô khác đi. Nhưng một mình cô thì giá qua đêm không dưới 500.000 đồng. Không đồng ý với giá 150.000 đồng, tôi vờ quay lưng bỏ đi. Ngay lập tức cô gọi với theo và dẫn tôi vào trong bãi đất trống. Bốn bề xung quanh vắng lặng, làm tiếng rên rỉ xung quanh càng trở nên ma mị đáng sợ. Nói thật là tôi cũng hơi tròn trọn với cái cách làm chuyện ấy ở manh chiếu hẹp giữa khách sạn Ngàn Sao này. Một chiếc chiếu được trải sẵn giữa đống gạch đá lổn nhổn, đúng giá cho một cuốc tàu nhanh. Thấy tôi có vẻ sượng sùng, sợ tôi đổi ý, với tốc độ không thể nhanh hơn, cô ca ve cởi bỏ chiếc áo chống nắng, khẩu trang, chuẩn bị chút nốt mảnh vải trên người tôi khựng lại. À, ca ve ra chừng hiểu ý, khẽ khọt nói với tôi. Hay anh trẻ thích tư thế đứng, em đây chiều tất. Tuổi đời với tuổi nghề của em tỷ lệ thuận với nhau. Em cũng từng tiếp hàng trăm thằng còn quái gở lắm. Thích thì em bỏ cả chiếu cho thêm phần hoang dại. Đến đây thì tôi thật sự hoảng hồn, cắm đầu bỏ chạy mặc cho những tiếng chửi thề chát chúa vang lên đằng sau. Chưa ra khỏi bãi đất, tôi đã bị một tay ma cô xăm trổ đầy mình chặn lại. Đờ mờ, chơi ca ve mà định quy tiền à? Một phát tát giáng xuống, tôi nhanh người né được, phân trần. Ôi anh ơi, em cho dại, em chưa làm gì cả, em xin trả tiền đầy đủ. Mặc cho tôi thanh minh, tay ma cô cùng với ả ca ve và đám đồng nghiệp của ả nhanh chóng vây lấy tôi. Ả bắt tôi nộp phạt 500.000 đồng vì dám phá hợp đồng. Nhìn đám ma cô nam nữ phì phèo thuốc xung quanh mạt sát mà tôi đành bấm bụng rút 200.000 đồng ra với lời bào chữa. Em chỉ còn từng này, các anh chị tha cho em. Mất một lúc lâu tôi mới được tha về cùng với một cú sút vào mông và lời nhắc nhở. Ngoan từ đầu, có phải vừa được sướng, vừa đỡ mất tiền ngu không hả oắt con? Tôi lủi thủi bước về phía quán nước mía trong bộ dạng tả tơi. Thấy vậy anh bán nước vồn vã. Quần thảo ghê thế cơ à? Xong chưa? Thích nhé. Sau cần thì cứ qua anh, làm cốc nước, để lại xe anh trông cho. Quán nước mía vắng khách dần, lác đác, chỉ còn mấy người đi tập thể dục về vì công viên đã đóng cửa. Anh nước mía cũng lục tục dọn hàng. Vừa dọn hàng vừa trò chuyện với tôi và còn tỏ vẻ thông cảm cho một kẻ lính mới tò te như tôi. Qua việc đi chợ ca ve và trò chuyện với anh nước mía, tôi mới thấy tệ nạn mại dâm ở công viên này không hề đơn giản. Có bảo kê, có dắt mối, có tổ chức, có mặc cả bán mua và có không biết bao nhiêu mánh lới làm tiền khách làng chơi. Đầu tiên là phải kể đến chiêu, lột đồ của khách. Khách vào đến chiếu ngay lập tức có cả đám bậu sậu ra luộc sạch. Thế nên không ít kẻ háu gái sau những màn mây mưa quay ra thì ôi thôi, ví tiền, điện thoại đều mất sạch. Khối người còn phải quay trở lại đây đem tiền đến để chuộc lại giấy tờ tài sản. Ê chề hơn, có những kẻ chỉ còn cái quần lót đi về. Thế nhưng chẳng ai dám bảo công an vì sợ điều tiếng, vì cái tội đi chơi gái bán hoa. Mà nực cười hơn, có anh vào đây bị cô ca ve thông báo hết bao cao su. Ngay lập tức đám ma cô ùa tới ép phải mua với giá 100.000 đồng. Không mua thì biết lấy gì hành sự. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt thì thôi đành vậy. Thông thường mỗi khi có biến, các cô ca ve lại để cho đám ma cô ở lại mà giải quyết, còn mình thì lủi thủi lúc nào không hay. Mại dâm trải chiếu trên đường Phạm Văn Đồng đã trở thành một điểm đen về tệ nạn. Nơi đây đã trở thành bãi đáp cuối cùng của những ả ca ve hết đát. Không ai dám chắc rằng trong những ả đó có cả những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ, chỉ cho ngay phát bệnh. Nhức nhối là vậy, nhưng ở đây vẫn nườm nượp khách làng chơi ít tiền tìm đến. Năm 2022, theo kế hoạch phòng chống mại dâm của thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố đặt mục tiêu thường xuyên tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật, thông tin kiến thức của người dân về phòng chống mại dâm. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền cho người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Mục tiêu tuyên truyền cho 1.700 người lao động trong các khu công nghiệp. Mục tiêu 16.500 người, học sinh sinh viên tại các trường trung học phổ thông. Mục tiêu 25.000 học sinh cơ sở giáo dục đại học cao đẳng. Mục tiêu 37.000 sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu 18.000 học sinh sinh viên tại địa phương. Kế hoạch cũng yêu cầu triệt xóa 100% các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để tái hoạt động trở lại các điểm đã triệt xóa. Đồng thời tổ chức kiểm tra 60% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Kèm theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIVS, kéo giảm tình trạng bạo lực về giới trong phòng chống mại dâm. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho 20% người làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp thành phố và 10% ở cấp huyện, cấp xã. Về kết quả đã đạt được, đến nay thành phố đã triệt xóa 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để phát sinh mới. Trong số đó có 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội. 3 điểm còn lại là địa điểm công cộng. Theo đó, huyện Thanh Trì có 3 điểm là ngã ba Ngọc Hồi, Liên Ninh, xã Ngọc Hồi, Liên Ninh, đường Kim Giang đoạn từ cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, đường 70 Cầu Bươu, xã Tân Triều, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp. Các dịch vụ tại các điểm trên chủ yếu là gội đầu, thư giãn, tẩm quất, massage, được xác định ở mức độ là có hoạt động mại dâm, hoạt động phức tạp. Có một điểm ở quận Cầu Giấy là tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, được xác định có hoạt động, phần lớn liên quan hoạt động karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn. Trong số 3 điểm công cộng có 2 điểm ở quận Hai Bà Trưng gồm phố Jessin, vườn hoa Pasteur, phường Phạm Đình Hổ, được xác định là ít hoạt động. Phố Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, được xác định là hoạt động phức tạp. Có một điểm tại quận Hoàng Mai là đường Giải Phóng, khu vực ngã ba bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, được xác định có hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 2013, chuyện tưởng như đùa khi ở Hà Nội có một chợ mại dâm đặc biệt. Nhiều trong số cô gái bán dâm ấy bị dị tật bẩm sinh. Ngoài việc không thể nói hoặc không thể nghe thì các ca ve ấy có thể làm tất cả mọi việc mà khách làng chơi yêu cầu. Mục sở thị điều tra hoạt động mại dâm đặc biệt này cũng kéo theo nhiều tình tiết ly kỳ. Và thông tin chi tiết như thế nào thì kính mời quý vị khán giả hãy cùng Hồng Nhung theo dõi phóng sự ngay dưới đây. Một tay chơi ở thủ đô bật mí, tại Hà Nội có nhiều thiên đường để gái mại dâm dạt về như đường Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, đường 32, Nguyễn Văn Cừ. Tuy nhiên khi nhắc đến chợ mại dâm khuyết tật thì không phải ai cũng biết. Chợ này mới hình thành được một thời gian và chỉ cách Hồ Hoàn Kiến 600 m. Theo chân một người bạn tên Lâm, một gã am hiểu về những món ăn chơi của giang hồ, tôi lên trung tâm Hà Nội trong một buổi tối cuối tuần khi trời vẫn mưa xả xích. Tôi nói nhỏ với người bạn, muốn mục sở thị chợ mại dâm mà rủ nhau đi vào trời mưa, liệu có gặp ai không? Bạn tôi cười giả lả, cậu yên tâm đi, mại dâm là nghề, hết mồ hôi là hết tiền, nên mưa thế này cũng không ăn thua gì. Các cô gái ấy vẫn phải làm việc để có tiền. Ngoài chợ mại dâm tại những địa điểm quen thuộc ở Hà Nội, thì chợ mại dâm khuyết tật này là đặc sản của nhiều dân chơi. Cậu cứ lên rồi sẽ biết. Theo người bạn này, thời gian gần đây khu vực đường Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội nổi lên với chợ mại dâm khuyết tật. Đó là những cô gái bán hoa bị câm điếc bẩm sinh. Họ chỉ khuyết tật một vài giác quan, nhưng tâm sinh lý đều phát triển đầy đủ, nên vẫn có thể chiều khách vô tư. Lâm, người bạn đi cùng tôi, cho hay, giống như các ca ve lành lặn khác, những cô gái khuyết tật ấy cũng hành nghề bằng cách hàng đêm đứng tại những gốc cây xung quanh đường Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải và gần khu vực Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội để bắt khách. Tôi cảm thấy lạ vì trước đến nay, cứ nhắc đến nghề gái bán hoa là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh cô gái khéo nói, gạ gẫm khách. Còn cô gái bị câm điếc bẩm sinh sẽ trai khách bằng cách nào? Tôi cùng với Lâm cho xe lòng vòng thâm nhập thực tế. Trời mưa nhưng các con phố trung tâm vẫn rất đông người. Nước mưa cộng với ánh đèn đường loang loáng làm cho nhiều người thấy cám cảnh khi đi qua những lùm cây san sát nhau trên phố Trần Khánh Dư. Không khó để chúng tôi nhận ra những bóng người núp sau những gốc cây ven đường ấy. Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường này chỉ tầm 500 m nhưng có đến 7-8 cô gái đứng tìm khách. Vì hôm nay trời mưa nên hành trang mà các cô mang theo có thêm chiếc ô. Lâm thì thầm với tôi, hai cô gái đứng kia đều bị khuyết tật. Họ đang nói chuyện với nhau bằng cử chỉ riêng và tìm khách bằng mắt. Nhiều dân chơi cho biết họ chán những cô ca ve nhiều lời, muốn lạ miệng bằng những cô gái đặc biệt này. Ngoài việc không nghe hoặc nói được, mọi chuyện khác họ rất ok, vì đó là bản năng. Giả vờ đang đợi bạn tôi tiến sát hai cô gái đang cầm ô trên hè phố đường Trần Khánh Dư. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn cao áp, tôi vẫn nhận ra hai cô gái này còn khá trẻ, khoảng 18 đến 20 tuổi. Khuôn mặt nhòe nhòe phấn son nhưng được trang điểm theo kiểu rất quê. Tuy nhiên khuôn mặt họ khá từng trải lì lợm. Để nói chuyện với nhau, hai cô gái phải dùng tay liên tục ra hiệu. Chị Liêm bán nước trên đường Trần Khánh Dư chép miệng. Cà ve câm đây mạ, tối nào cũng ra đứng đường như vậy. Hè hôm nay trời mưa nhưng vẫn cầm ô đi bán dâm. Khổ lắm. Nghe kể là trước kia các cô ấy làm công nhân may ở dưới Vĩnh Tuy ấy, nhưng công ty phá sản nên dạt về đây làm ca ve. Họ chỉ không nói được thôi, nhưng mà mọi thứ đều nhanh nhẹn lắm, biết chạy cả công an đi tuần đêm đấy. Theo chị Liêm, ở khu vực Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư này có đến gần chục cô gái bị khuyết tật làm nghề phục vụ cho những người đàn ông thèm của lạ. Nhiều lúc không có khách, các cô ấy cũng ngồi tụ tập quanh quán của chị Liêm để uống nước. Nhưng họ không ồn ào như các khách khác, vì họ chỉ có thể dùng các cử chỉ để giao tiếp. Khách tìm đến những cô này hầu hết là những người đàn ông ít tiền như xe ôm, thợ xây hay là những người cửu vạn ngoại tỉnh xa vợ. Tuy nhiên nhiều hôm cũng có dân chơi tìm đến những cô gái đáng thương ấy để đổi khẩu vị. Vì họ không thể nói được nên mọi chuyện của khách được giữ im lặng. Khách làng chơi sau khi hành sự có thể yên tâm tuyệt đối vì những cô gái này không nói với ai. Có lẽ chính ưu điểm này mà nhiều cô gái đã có khách quen. Ngồi trong quán nước trên đường Trần Khánh Dư, chúng tôi có thể dễ dàng nhìn thấy những cô gái ấy mời khách dưới những chiếc ô. Vì trời vẫn còn mưa nên không có nhiều xe máy dừng lại. Tuy nhiên hễ thấy những đàn ông nào đi xe chậm chậm là những cô gái ấy cười thật tươi, vẫy tay lại gần. Nhiều thanh niên biết ở đây có chợ tình câm, họ cố tình chạy xe chậm lại. Sau khi nhận được ánh mắt háo hức của các cô gái khuyết tật thì họ lại rồ ga phóng đi rồi buông tiếng cười khó hiểu. 22:30, hai cô gái khuyết tật đứng trước mặt tôi vẫn kiên trì đợi khách. Một chiếc xe máy chở hai người đàn ông dừng lại. Có vẻ như nhận ra khách quen nên một cô gái ra hiệu bằng nét mặt. Cô kia nói chuyện với người đàn ông cầm lái bằng khua tay. Có vẻ như sau đó là cuộc ngã giá, vì chúng tôi thấy một cô gái mang điện thoại di động ra, viết gì đó ở màn hình rồi gật lắc liên tục. Lâm cho biết vì không nói được nên những cô ca ve câm này có cách giao tiếp rất riêng, đó là dùng màn hình điện thoại nói chuyện với khách hoặc là bằng tay. Giá đi khách của những cô gái khuyết tật này rẻ hơn nhiều ở khu vực khác, chỉ từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng một lần. Khi thấy chúng tôi định đưa điện thoại lên chụp ảnh cảnh làm giá của những cô gái câm, hai người đàn ông hất hàm về phía tôi dọa. Đây là khu vực của bạn tao, chụp ảnh là không có đường về đâu. Sau đó họ kẹp hai cô gái mại dâm câm ở giữa, phóng về đường Trần Hưng Đạo. Được biết những cô gái câm điếc hành nghề mại dâm ở khu vực này đều là những người ở tỉnh xa dạt về Hà Nội. Nhiều người ban đầu cũng có những công việc lương thiện, tuy nhiên sau khi bị rủ dê lôi kéo, những cô gái câm điếc ấy lại bằng lòng với việc làm gái làng chơi nhàn nhã lại dễ kiếm tiền. Họ vẫn sống được với nghề vì nhiều người đàn ông muốn thử cảm giác mới với những cô gái câm. Anh Trần Văn Quang, xe ôm trên phố Trần Khánh Dư, Hà Nội cho biết, chỉ cách trung tâm Hà Nội mấy trăm mét nhưng chợ mại dâm khuyết tật này lại tồn tại được gần 2 năm. Thỉnh thoảng tôi có thấy lực lượng công an khu vực đi tuần, nhưng đâu lại vào đấy. Khi thấy bóng công an, những cô gái khuyết tật lủi nhanh, hơn nữa không thể bắt tận tay day tận tóc nên khó quét lắm. Chỉ những ngày trời mưa xối xả, không thể ra ngoài đường mới thấy các cô ấy nghỉ. Năm 2022, theo kế hoạch phòng chống mại dâm của thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố đặt mục tiêu thường xuyên tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật, thông tin kiến thức của người dân về phòng chống mại dâm. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền cho người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Mục tiêu tuyên truyền cho 1.700 người lao động trong các khu công nghiệp. Mục tiêu 16.500 người, học sinh sinh viên tại các trường trung học phổ thông, mục tiêu 25.000 học sinh cơ sở giáo dục đại học cao đẳng, mục tiêu 37.000 sinh viên giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu 18.000 học sinh sinh viên tại địa phương. Kế hoạch cũng yêu cầu triệt xóa 100% các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để tái hoạt động trở lại các điểm đã triệt xóa, đồng thời tổ chức kiểm tra 60% các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Kèm theo đó, tiếp tục đẩy mạnh phòng ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIVS, kéo giảm tình trạng bạo lực về giới trong phòng chống mại dâm. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho 20% người làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội cấp thành phố và 10% ở cấp huyện, cấp xã. Về kết quả đã đạt được, đến nay thành phố đã triệt xóa 7 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, không để phát sinh mới. Trong số đó có 4 điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ phát sinh tệ nạn xã hội. 3 điểm còn lại là địa điểm công cộng. Theo đó, huyện Thanh Trì có 3 điểm là ngã ba Ngọc Hồi, Liên Ninh, xã Ngọc Hồi, Liên Ninh, đường Kim Giang đoạn từ cầu Tó đến đường Nghiêm Xuân Yêm thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, đường 70 Cầu Bươu, xã Tân Triều, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp. Các dịch vụ tại các điểm trên chủ yếu là gội đầu, thư giãn, tẩm quất, massage, được xác định ở mức độ là có hoạt động mại dâm, hoạt động phức tạp. Có một điểm ở quận Cầu Giấy là tại đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, được xác định có hoạt động, phần lớn liên quan hoạt động karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn. Trong số 3 điểm công cộng có 2 điểm ở quận Hai Bà Trưng, gồm phố Jessin, vườn hoa Pasteur, phường Phạm Đình Hổ, được xác định là ít hoạt động. Phố Nguyễn Huy Tự, Trần Khánh Dư, phường Bạch Đằng, được xác định là hoạt động phức tạp. Có một điểm tại quận Hoàng Mai là đường Giải Phóng, khu vực ngã ba bến xe Giáp Bát đến lối rẽ vào phố Đại Từ, phường Thịnh Liệt, được xác định có hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm năm 2007, gái mại dâm đã trở thành một hiện tượng thách thức với lực lượng chức năng, và chỉ vài đêm thâm nhập vào cuộc chơi của gái gọi Hà Thành, phóng viên cùng với lực lượng công an ngầm lại có thêm nhiều minh chứng rằng tại thời điểm này, tệ nạn mại dâm vẫn là một vấn đề gây nhức nhối dư luận. Và chỉ vài đêm thâm nhập vào cuộc chơi của gái gọi Hà Thành, phóng viên cùng với lực lượng công an ngầm lại có thêm nhiều minh chứng rằng tại thời điểm này, tệ nạn mại dâm vẫn là một vấn đề gây nhức nhối dư luận thủ đô. Và để hiểu rõ hơn về thực trạng mại dâm ngày đó thì kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện án ngày hôm nay nhé. 22 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2007, tại một nhà hàng sang trọng ở khu vực Cầu Diễn, Hà Nội, Trung cùng với nhóm bạn đang ngồi nhậu thì một người trong nhóm bảo gọi gái đi chơi. Vài người hăng hái đã rút điện thoại ra gọi tứ tung, nhưng kết quả là hàng không tới vì khách lạ. Sẵn có mối quen từ trước, Trung chỉ cần 2 cuộc điện thoại là 20 phút sau đã có 5 cô gái trẻ và khá xinh xắn xuất hiện tại nhà hàng này. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, khó ai dám nghĩ rằng bọn họ là gái làng chơi. Bởi từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, họ đều thể hiện là một con người nghiêm túc. Cuộc nhậu kết thúc, nhóm bạn của Trung và 5 cô gái cùng tới một nhà hàng karaoke ở đường Phạm Văn Đồng. Sau vài bài hát, vài cốc bia, một số người bạn của Trung và 5 cô gái bắt đầu có sự đụng chạm rất thô thiển. Mấy nam nhân viên nhà hàng karaoke dường như quá quen với cảnh tượng trơ trẽn của các vị khách kiểu như thế này, nên mỗi lần mang thêm đồ uống vào phòng chỉ khẽ lắc đầu với nét mặt tỉnh queo. Bia rượu ngấm, nhóm bạn của Trung bảo 5 cô gái lên đường. 23 giờ hơn, 2 chiếc xe taxi đưa tất cả tới một nhà nghỉ hạng trung bình ở đường cao tốc để hành sự. Tại nhà nghỉ, một sự cố đã xảy ra khi nhóm bạn Trung muốn quan hệ tập thể cùng các cô gái. Trước ý định kỳ quái của nhóm bạn Trung, 5 cô gái nhìn nhau rồi cùng sang phòng bên để hội ý. Ít phút sau, họ quay trở lại với một điều kiện đồng ý, nhưng tiền phải tăng gấp đôi. Khi điều kiện của các cô gái được đáp ứng, cuộc chơi bắt đầu diễn ra trong cảnh tượng hết sức nhơ nhớp. Kẻ làm việc, người ngồi xem, rồi bia rượu, rồi phim ảnh, bàn luận, bình phẩm. Tất cả đều xoay quanh cái chủ đề thô tục ấy. Nếu không phải là người trong cuộc thì thật khó thể nào thấy được sự tục tĩu và bẩn thỉu đến nhường nào trong cách quan hệ của nhóm gái làng chơi và những người bạn của Trung. Và có thể do cách hành xử quá thô bạo của nhóm bạn chung nên 2 trong 5 cô gái đã phải bỏ dở cuộc chơi và chạy sang phòng bên nằm khóc. 2 cô gái này có tuổi đời chưa quá 20. Họ xưng tên là Lan Anh và Bích. Cả 2 vừa được kết nạp vào nhóm gái bán dâm do má mì tên là Thúy điều khiển. Dù đã một số lần tiếp khách, nhưng 2 cô gái cho biết đây là lần đầu tiên họ tiếp khách trong cảnh tập thể thô tục như thế. Hơn 2 tháng, kể từ khi tham gia vào đường dây bán dâm, cả 2 vẫn phải thông qua má mì giới thiệu khách. Mỗi lần đi khách, Lan Anh và Bích thu 500.000 đồng. Số tiền này họ phải cắt 30% đến 40% để chi lại cho má mì. Trong quá trình đi khách, nếu khách có nhu cầu cần thêm thời gian thì họ phải xin ý kiến má mì để thỏa thuận với khách về giá. Tuy nhiên, trong quá trình đi khách mà khách thích rồi xin số điện thoại di động để lần sau gọi riêng thì họ có thể đi mà không phải qua má mì. Tiền được nhận đủ 100% mà không phải chia cho ai. Theo Lan Anh thì má mì Thúy mà cô vẫn dựa vào để đi khách điều khiển khá nhiều gái. Bản thân má mì Thúy cũng là gái bán dâm có thâm niên. Người viết bài này đã từng gặp Thúy trong cảnh cô là gái bán dâm kiêm má mì ở một khách sạn nằm trên đường Đốc Ngữ, Hà Nội. Thúy chừng 27 tuổi, tự nhận quê ở tỉnh Ninh Bình. Việc Thúy trở thành má mì cũng là do có nhiều năm bán dâm mà thành. Sau mỗi lần đi khách, đối với những người không biết, Thúy không nhận mình là má mì, mà lại nhận là chủ cửa hàng kinh doanh đồ mỹ phẩm. Rồi Thúy viện ra nguyên nhân mà cô đi khách là do đã bỏ chồng nên thỉnh thoảng mới thế. Xong thực tế lại cho thấy hoàn toàn khác. Bởi cứ khi nào có khách gọi, Thúy sẵn sàng điều gái, thậm chí ngủ với khách nếu khách có nhu cầu. Với Thúy thì việc quan hệ tập thể với khách làng chơi là chuyện bình thường, vấn đề chỉ là giá cả sao mà thôi. Với kiểu gái gọi đi đêm thì chẳng có một mức giá cố định nào hết. Có thể là 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng một lần đi khách hoặc nhiều hơn thế nữa. Nếu việc đi khách trong ngày hoặc từ 21 giờ đổ lại, mức giá thường là 500.000 đồng một lần. Nhưng từ 21 giờ trở đi, giá sẽ dao động từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng một lần. Trong lúc cuộc chuyện trò của Trung và 2 cô gái kia đang diễn ra, thì ở phòng bên cuộc chơi của nhóm bạn Trung và 3 cô gái kia cũng đã kết thúc. Theo thỏa thuận trước đó thì nhóm Trung sẽ phải trả cho 5 cô gái này 1 triệu đồng một người. Tuy nhiên không có cô gái nào được nhận 1 triệu nên phức tạp đã nảy sinh. 2 cô gái bỏ dở cuộc chơi là Lan Anh và Bích chỉ nhận được 200.000 đồng một người. Còn 3 cô gái kia được nhận 500.000 đồng một người. Trả tiền xong, nhóm bạn Trung nhanh chân giải tán. 5 cô gái quây chặt lấy Trung không cho đi, đòi phải trả nốt số tiền còn thiếu như đã thỏa thuận. Giữa đêm hôm khuya khoắt, khác hẳn với vẻ hiền dịu lúc mới xuất hiện trong nhà hàng. 5 cô gái cứ oang oang trong điện thoại với má mì Thúy rằng nhóm chơi không chịu trả tiền mà còn bỏ đi gần hết, chỉ còn một người ở lại. Nghe những lời có vẻ như dằn mặt ấy, Trung hiểu rằng nếu xử lý tình huống này không khéo thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối với những cô gái chỉ còn biết đến tiền mà không cần đến thể diện nữa. Và rồi sau những lời hứa hẹn với má mì Thúy qua điện thoại, trước sự chứng kiến của các cô gái, Trung mới có thể bình yên rời khỏi cái nhà nghỉ vừa chứng kiến bao điều xấu xa và nhấp nhúa này. Còn các cô gái chỉ vài phút sau họ đã có các vệ sĩ chuyên nghiệp trong vai xe ôm tới đón về nhà trọ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Anh, nguyên giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng quan hệ tình dục tập thể thể hiện sự băng hoại đạo đức, thể hiện quan điểm lệch lạc về tình cảm yêu thương và quan hệ tình dục, thể hiện lối sống không lành mạnh. Tiến sĩ bác sĩ Văn Anh cũng nhấn mạnh quan hệ tình dục tập thể gây xói mòn đạo đức con người, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội, mối quan hệ giữa con người và con người. Theo đó, quan hệ tình dục tập thể gây ra những nguy cơ lớn, làm gia tăng tỷ lệ phạm tội, đánh nhau, giết người do ghen tuông. Và đặc biệt, quan hệ tình dục tập thể làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình, tăng tỷ lệ ly hôn, tăng tỷ lệ bạo hành gia đình. Vì vậy, quan hệ tập thể ở xã hội Việt Nam vẫn được coi là một lối sống bệnh hoạn, cần bị loại bỏ. Để đảm bảo sự an toàn cũng như hạnh phúc lâu dài của mình, bạn cần xác định rõ quan điểm sống là gì, từ bỏ lối sống buông thả, sở thích tình dục bệnh hoạn trên. Mặt khác, để không bị lôi kéo vào những hoạt động tình dục tập thể có tính chất nguy hiểm như vậy, bạn cũng nên tỏ thái độ rõ ràng dứt khoát. Những hành vi tự vệ yếu ớt, im lặng không nói gì, khóc lóc, chỉ khiến đối phương không hiểu rõ mong muốn của bạn và được đà lấn tới mà thôi. Tiến sĩ bác sĩ Văn Anh nhấn mạnh. Bổ sung thêm, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cũng cho rằng những vụ việc quan hệ tình dục tập thể được đưa ra trước công luận gần đây đều ít nhiều có liên quan đến tiền bạc. Rõ ràng ở đây có sự lệch lạc về quan điểm tình dục. Bên cạnh đi ngược lại với giá trị đạo đức và văn hóa người Việt, tiến sĩ Nguyễn Đình Liên cũng nhấn mạnh quan hệ tình dục tập thể được xếp vào loại quan hệ tình dục nguy hiểm, nghĩa là hoạt động tình dục thiếu lành mạnh, an toàn giữa các thành viên trong quá trình quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe, tâm lý, thậm chí cả tính mạng của một hay nhiều thành viên trong quá trình quan hệ tình dục. Theo đó, nguy cơ trước mắt đối với người tham gia làm tình tập thể là lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, nấm, viêm gan B, HIV, nếu không có biện pháp phòng tránh an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt 10 năm vừa qua, lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều ổ mại dâm bình dân có giá rẻ như bèo. Với mức giá chỉ từ vài chục nghìn thì khách làng chơi cũng đã có thể được phục vụ từ A cho đến Z. Thưa quý vị, từ các động Thẩm Quất đến các quán cà phê đền mờ, gốc cây, bờ kênh, bãi đất trống và đường tàu đều có bóng dáng của gà móng đỏ. Thậm chí là họ còn thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ sung sướng này. Chi tiết quá trình thâm nhập điều tra nơi mại dâm giá bèo đất Hà Thành. Kính mời quý vị khán giả hãy cùng Hồng Nhung theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Năm 2014, theo tìm hiểu của phóng viên báo Đời Sống và Pháp Luật, tại các khu vực ngoại thành Hà Nội như xã Dương Nội, quận Hà Đông, xã Tây Mỗ, Từ Liêm, ngã ba Ba La, phường Quang Trung, Hà Đông đang được ví là phố sung sướng giá rẻ. Khách đến với dịch vụ sung sướng giá rẻ này chủ yếu là tầng lớp lao động có thu nhập thấp như công nhân, lái xe, xe ôm. Để giải quyết nhu cầu sinh lý mà họ đã bất chấp những hệ lụy từ dịch vụ này. Ghi nhận của phóng viên dọc theo khu vực xã Dương Nội, Hà Đông và xã Tây Mỗ, Từ Liêm là những quán cà phê, quán Tẩm Quất mọc lên nhan nhản. Phía sau những tấm rèm cửa là các cô gái ăn mặc khiêu gợi, son phấn, đỏ che chét, đang ngồi đợi khách. Đặc biệt khu vực ngã ba Ba La, thị trấn Xóm, quận Hà Đông còn hoạt động nhộn nhịp vào ban ngày. 12 giờ trưa, tôi đi xe vào quán Tẩm Quất QH thuộc địa phận thị trấn Xóm, phường Phú Lãm, Hà Đông. Vừa đỗ xe, các cô gái ăn mặc hở hang, mặt hoa da phấn thi nhau mời chào. Để em chăm sóc cho anh nhá. Anh muốn massage hay là mát gần? Massage thì có 70.000 thôi. Thổi kèn 80.000. Tàu nhanh 150.000. Qua đêm thì 500.000. Em sẽ làm cho anh sung sướng hết cỡ. Lúc này, bà chủ từ trong nhà bước ra. Quán chị, em nào cũng chiều khách. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Sau khi thanh toán tiền cho chủ quán, cô tiếp viên tên Loan dẫn tôi lên tầng. Theo quan sát của phóng viên, tại quán Tẩm Quất này có khoảng 5 phòng để phục vụ khách. Có phòng được đặt 3 đến 5 giường để dành cho khách đi theo đoàn. Còn những căn phòng nhỏ hơn thì để cho khách lẻ và muốn riêng tư. Cô nhân viên dẫn tôi vào một căn phòng ở tầng 2. Căn phòng chỉ đủ đặt một chiếc giường. Sau khi massage xong, cô gái liên tục hỏi tôi có mát gần và tới bến không. Sau khi rút tiền bo cho em 100.000 đồng, tôi nói có việc bận và phải đi ngay. Sau những màn đấm bóc, véo, chặt, bấm huyệt và dẫm lưng thì thân tôi đã đau ê ẩm. Tôi vội vã bước ra khỏi căn phòng chật chội vì không thể chịu đựng được sự ẩm thấp, bức bí của mùi ngây ngây pha lẫn mùi nước hoa tàu hắc đến ngột ngạt. Rời quán QH, chúng tôi tiếp tục đi khảo sát các quán liền kề. Được biết tất cả các quán đều có một đặc điểm chung là tập hợp đội ngũ các cô gái trẻ đẹp và chịu chiều khách từ A tới Z. Thậm chí có quán còn dành riêng tầng trên cùng để chiều khách vui vẻ tới bến. Chỉ có vài quán làm ăn cẩn trọng hơn, họ bảo sau nhiều lần bị công an truy quét nên không dám cho khách đi tại quán mà liên kết với các nhà nghỉ bên cạnh. Được biết, sau khi thanh toán tiền với chủ chứa, nhân viên sẽ dẫn khách đến nhà nghỉ bên cạnh. Khách sẽ phải trả thêm 100.000 đồng tiền nhà nghỉ để có 30 phút mây mưa. Luật bất thành văn ở các khu phố sung sướng giá rẻ này là nhân viên không được đòi tiền bo của khách. Họ chỉ được ăn phần trăm từ phía chủ chứa. Nếu trước đây các bãi đất trống trên đường Phạm Văn Đồng được coi là ổ mại dâm nhức nhối Hà Thành, thì sau những đợt truy quét của lực lượng chức năng, gái mại dâm đã có sự dịch chuyển. Họ chuyển ra các vùng ngoại thành nơi vắng vẻ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay đường tàu, đoạn qua ngã ba Ba La có rất nhiều khu trọ cho gái gọi thuê. Thậm chí là có những khu còn được coi là dãy, ca ve. Có khoảng 3 đến 5 cô gái cùng thuê một phòng trọ. đó là nơi ngả lưng của họ sau những đêm hành xác kiếm tiền. Không biết chính quyền địa phương quản lý ra sao, nhưng khi màn đêm buông xuống, cả dãy cà phê này bỗng hóa thành dãy đèn đỏ. Phòng đèn mờ, khách ra vào rất tấp nập. Theo khảo sát của phóng viên, tại khu vực xã Dương Nội và xã Tây Mỗ cũng nổi cộm không kém. Tại đây có đủ các loại gái mại dâm hoạt động mọi lúc mọi nơi. Đêm xuống các cô gái lại ra đứng ở các gốc cây, rìa đường vẫy khách. Chúng tôi đã có chuyến đi khảo sát thực tế này. Tôi thuê một người chạy xe ôm ở khu vực này với giá 200.000 đồng, đóng giả làm bạn để tiếp cận các bãi đáp ngàn sao này. Sau khi dừng xe lại bên đường, một cô gái mặc chiếc quần bò ngắn cũn cỡn chạy tới chào hàng. Anh bạn đi cùng tôi hỏi, bao nhiêu đây em? Cô gái đáp ngay rằng, chỉ có 100.000 thôi. Tôi bảo cô gái hãy chăm sóc anh bạn tôi. Nói xong cô gái đòi tôi phải trả tiền trước 100.000. Cô gái kéo anh bạn tôi đến gần rồi sờ soạng các điểm nhạy cảm. Cô nói tiếp, 100.000 thì chơi đứng thôi anh nhá. Nếu chơi nằm thì cho em thêm 50.000. Thế nằm ở đâu? Cô gái chỉ tay ra bãi đất hoang rồi bảo, em trải chiếu ngày ấy rồi, ra làm nhanh rồi về. Dẫu biết người đời đã có câu đừng nghe ca ve nói chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày, nhưng nghe lời cô gái này tâm sự, tôi vẫn thấy buốt lòng. Cô gái tự xưng là Trang, quê ở tỉnh Yên Bái. Cô gái nghèo đã bỏ quê lên thành phố kiếm sống. Cô bảo sau khi các động chứa thải vì tuổi tác, cô đã trở thành gái đứng đường. Cô bảo để có đất hoạt động mỗi đêm, cô phải trả cho bảo kê 100 đến 200.000 đồng, tùy theo số lượng mà khách phục vụ được. Bảo kê có nhiệm vụ bảo vệ những cô hành nghề và báo tín hiệu khi có công an đến kiểm tra. Tôi hỏi, thế các cô không sợ các đối tượng nghiện ngập và cướp giật sao? Mấy ông ấy toàn dân nghiện ngập và xã hội đen thì còn sợ ai chứ? Thằng nào hạnh huệ, chúng nó đánh quẻ cẳng, thậm chí mất mạng. Nói tóm lại, các anh có đi không mà hỏi nhiều thế? Cô gái gắt gỏng. Anh bạn tôi bảo, sao không mất tiền nhà nghỉ mà em lấy tắt thế? Hôm nay anh vừa đi với em bên cạnh, cô bé lấy có 70.000 thôi. Cô gái cười khiêu khích. Con bé đó bị S giai đoạn cuối rồi. Chúng tôi viện lý do quá đắt nên phóng xe đi. Anh bạn đi cùng tôi bảo rằng đó là chiêu dìm hàng đối thủ. Sự cạnh tranh ở các bãi đáp ngàn sao này cũng rất tàn khốc. Sau nhiều ngày lân la tìm hiểu, chúng tôi đã nghe được không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười của những kẻ đến mua dâm giá rẻ này. Có người chỉ muốn giải quyết vấn đề sinh lý mà phải chịu cảnh tiền mất tật mang. Chuyện gái bán dâm cầm tiền rồi bỏ chạy xảy ra như cơm bữa. Nhiều trường hợp bị móc hết ví, điện thoại, thậm chí có người đang mây mưa thì bị đối tượng nghiện cầm kim tiêm dọa rồi luộc sạch đồ. Khổ nhất là trường hợp của anh Thắng, một lao động cho xưởng cơ khí ở quận Hà Đông. Do bất cẩn khi quan hệ với gái mại dâm, anh đã bị nhiễm HIV. Gái mại dâm di động rất khó xử lý. Theo ghi nhận của chúng tôi, các cô gái ngang nhiên hoạt động trước sự bức xúc của rất nhiều người. Một người dân địa phương nói, chúng tôi rất bức xúc trước những cảnh tượng phản cảm này. Công an đã nhiều lần dẹp rồi nhưng vẫn không chặn được dứt điểm. Vấn nạn mại dâm di động rất khó xử lý. Nếu có bị bắt thì họ sẽ nhận là tình nhân, có phạt thì cũng chẳng đáng là bao. Theo một điều tra viên cho hay, mại dâm giá rẻ thường hoạt động trong các nhà trọ, nhà nghỉ ở các vùng rìa thành phố. Khách làng chơi ở đây có đủ loại, từ công nhân, tài xế, xe thồ đến khách vãng lai muốn tranh thủ mua vui. Từ thực tế cho thấy tệ nạn mại dâm muôn hình vạn trạng diễn ra ở nhiều nơi với những hình thức khác nhau rất nhức nhối. Có thể nói chỉ vì tiền, nhiều cô gái sẵn sàng bán rẻ nhân cách để mưu sinh. Họ không đủ bản lĩnh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, dễ dàng bị những cám dỗ của cuộc sống lôi kéo và lao vào bán thân, kiếm tiền chi tiêu. Áp lực kinh tế trong cuộc sống không bỏ qua bất cứ một cá nhân nào. Nếu như không tỉnh táo, không làm chủ được bản thân thì không giữ được nhân cách của mình. Nhiều cô gái trẻ lỡ lao vào con đường bán thân nuôi miệng, cho đến khi chợt nhận ra muốn quay đầu lại thì đã quá muộn. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo của Blog Tâm Sự.